xem truyện Tây Minh, gắm cười hai chữ nhân tình eo lê. Ai ơi lặng lặng mà nghe, giữ răng việc trước lần về thân sau. Trai thời trung hiếu làm đầu, gái thời tiết hạnh là câu trao mình. Tiểu thơ à, hãy tỉnh lại đi, bọn cướp đã chạy xa tất cả rồi. Tiểu thơ, tiểu thơ! Không, không, ta thà chết chứ quyết không bao giờ chịu nhục. Không, Kim Liên ơi! Để ta, bọn Cường Sơn Thảo Khấu đã bỏ chạy hết rồi. Không, ta nói người này, đây là ân nhân đã cứu cô cháu mình đó. Ân nhân à? Thưa tiểu thơ, tiểu thơ con gái nhà ai, đi đâu đến nỗi mang tay bất ngờ, chẳng hay tên họ là chi, quê môn phận gái việc gì đến đây? Dạ, tiện nữ tên Kiều Nguyệt Nga, người này tỷ tất tên là Kim Liên, quê nhà ở huyện Tây Xuyên, cha làm tri phủ ngồi miền Hà. Nhung gấm khuê phòng trao dồi sử sinh, bóng được linh phụ thân xóm lên đường đến phủ dinh. Giá biệt Tây Xuyên một sáng sương mờ, có cây như đượm vẽ bơ phờ, khiến đưa đến chuyện bất ngờ. Giữa đường gặp Cường Sơn, được trang sĩ ra tay giải cứu, không thì chủ tớ đành vong mạng. Ơn cứu tử của người, sánh tài biển rộng non cao. Cứu cồn phò nguy đó là bốn phận, việc nghĩa giữa đường nào phải của riêng ai. Xin tiểu thơ đừng bận tâm ái ngại, mong đã thế dài hai kiếp dời chân. Thưa tiểu thơ, chỉ ngại mất dí vô dọn dạ, làm ân ha để mong người trả ân. Xin tiểu thơ đừng bận tâm đến điều ấy làm gì. Kìa, mong đã thế dài, xin tiểu thơ kiếp giờ chân, kéo lên đường chờ mong trông đợi, xin cáo biệt. Dạ quan quan bớ này à, trang sĩ ơi, hãy dừng chân cho em hỏi, quê quan ở nơi nào cùng phương danh quý tâm. Dạ, để rồi mai một đây, có dịp đền ơn cứu tử. Quân tử đâu nỡ hẹp lòng cho người thọn được đáp nghĩa. Tôi đây họ Lục tên gọi Vân Tiên, quê quán ở huyện Đông Thành. Duyên kỳ ngộ gặp gỡ giữa đàn cưa chàng, đã giáp mặt ân nhân, xin người hãy nhận lấy vật này làm tin. Và canh hùng tử chớ phụ lòng, trước chân tình của Kiều tiểu thơ. Thưa tiểu thơ, ấy chẳng qua là kiến nguy bất cứu mà anh hùng. Không, tôi không thể nào nhận được. Dạ, dạ được mà. Dạ được, được mà. Không, không thể được. Tiểu thơ ơi, đưa trăm người đã làm ngơ. Kim Liên ơi, dạ. Hay là bây giờ ta gửi bài thơ giả từ. Đúng đó tiểu thơ. Thưa ân nhân, phận gái khuê môn bất xuất, dám đâu ngỏ lời đến nước với nam nhân. Nhưng bởi quả Cường Sơn thân liễu trọn trong vòng tay quân tử, ngoài ơn cứu tử còn chữ nghĩa nhân. Nếu người chẳng nghĩ đến phận thuyền quyên, thiếp làm sao tránh khỏi câu thất tiên.
Tiểu thơ, tiểu thơ lời vàng đã cạn, xin hãy vì nhau mà nhận quạt với thơ đề. Đa tạ, xin đa tạ. Đẹp, đẹp thật, giỏi, giỏi thay. Ai dè sức gái mà tài cao bậc này, chẳng phân tả nữ cũng tay từ tiên. Trên đường thiên ly gặp nạn tai, vàng đã ra tài chiếm phong lai. Dần thân nghĩa xây duyên nợ, quạt lũa làm tình chẳng môi mai. Yên phu bách xây vĩnh duyên hài, công thoại dân thành ràng đi trai. Biết mình thề nghĩa chung mà mãi. Nguyệt Nga con. Dạ. Chúng nó làm gì mà khói đầy nhà vậy con? Thưa phụ thân, chính con bảo chúng xông trầm lên cho thanh khiết đó thưa phụ thân. Chẳng hay phụ thân vào đây có việc chi dạy bảo? Dạ bẩm lão nhân gia. Dạ tiểu thơ con vừa quả xong bức chân dung của vị ân nhân họ Lục. Dạ giống y như là Lục công tử vậy đó. Thì ra người này là Lục Vân Tiên. Dạ bẩm lão nhân gia, mới nhìn sơ qua một cái là biết liền à. Giống y như thật, giống y như tạc. Ở ngoài đồi cũng quái phong lẫm lẫm, cũng khôi ngô tuấn dĩ. Dạ cũng. Thưa phụ thân, Kim Liên vô tình nhắc đến ân nhân họ Lục, con nhìn thấy thần sắc cha chẳng được vui. Có phải chăng vì con trẻ tự chiên mà cơn giận chưa nguôi, hay ông nghĩa nọ chưa đền mà lòng cha sanh nay nay? Ơi nghe trẻ hỏi mà lòng già thêm ái ngại. Con ơi mấy đêm rồi cha chẳng dám hở môi, vì giữ được một ngày là con còn được một ngày vui, mà lòng già cũng không phải xót xa vì con trẻ. Phụ thân ơi, có việc chi xin cha hãy nói cho con nghe, để con trẻ được cùng cha già chia bùi xe đắng. Con ơi, nhà ta đã mang nặng chữ nghĩa nhân, nên cha quyết tìm họ Lục để vì con mà báo đáp. Nên chẳng nể việc quan không nể đặng đôi, cha âm thầm lặng lối tìm kiếm ân nhân khắp nẻo đông. Đội ơn phụ thân. Gặp gỡ Lục ông mới rõ chuyện không lành. Lục Vân Tiên bỏ trường công minh thi, hoài quá về quê thọ chế mẫu thân. Ôi sầu mất mẹ giọt dân giọt dài, nước mắt như mưa tuôn. Nẻo quê hương ngày đêm chồn chân hiếu từ, bệnh ngách nghèo giữa đường lữ thứ, quá dòng sung căng nên đôi mắt phải nuôi mù. Kim Liên ơi, tội nghiệp cho chàng, công danh chưa tội đã sống mồ côi, nay còn phải chịu cảnh lui mù trộm kiếm. Trời ơi, làm sao mà tìm cho được danh ni, cho đời người ta chỉ có đôi mắt. Kim Liên, các con ơi, người xưa thường bảo phước bất trùng lai, quả vô đơn chí. Lúc Vân Tiên bước ra kinh ân thi, có kết thân với một số bằng hữu bốn phương. Nếu
ở đời có kẻ mến người thương thì cũng có cái phường ganh hiền ghét ngõ hãm hại người ngay. Bởi dẫu dù không chọn lựa nên gặp phải cái phường bạc ác gian manh, chính gia Trịnh Hâm là một người trong số đó đã hãm hại dân tiên mất xa tiêu hồn. Hãm hại dân tiên đây? Tiểu Tam ở đây trẻ trong nhà đâu? Đưa tiểu thơ vào phòng quê an nghỉ. Mày đâu? Dừng lại nơi đây, để ta vào tận tắm đường dẫn an quan phủ nữa nghe. Ok à? Kiều đại nhân. Dạ bẩm ngài là. Lâu ngày ít lưu tới kinh sư làm mặt lạ nhau à? Ngồi ngồi cái đã. Dạ chẳng hai ngày đến đây. À, số là đương triều tể tướng Tây Sơn. Có chút chuyện riêng với ngài nên trai nhà ta đến mở lời. À quan trên quý nam tuấn kiệt mà con cái ngài thì tuổi thời cập kê, tuổi xuân sinh mà lạnh lùng với phụng công tử tuy ngoài ba chỗ nhưng mà đức tài đều vẹn vẻ cả hai à. Dạ cảm ơn ngài đã bỏ công lặn lội, nhưng con tôi á phận bạc chưa chồng mà đã ở quá thật, uổng công ngài lặn lội đường xa. Thưa ngài ở trên đời này có thiếu chị gái đẹp gái xinh, xa chị thưa gái đã có chồng, công không tội lại về phần mai giông. Ta hiểu rồi, nghĩa là ngài định với cao hơn nữa chứ gì. Ta sẽ về bẩm lại với thái sư, ngài sẽ được toại nguyện, nghĩa là tiểu thơ Kiều Nguyệt Nga sẽ có chồng vua chúa. Bấy đâu thu hồi lễ vật, rồi đây ngài sẽ thấy tiểu thơ Kiều Nguyệt Nga sẽ được đưa sang Quyên Quốc cống hồ. Đưa sang Quyên Quốc cống hồ, cống hồ sang Quyên Quốc trời. Trời cao có thấu chăng, gãy gánh giữa đường thân gái dầm trường, lòng cha xót xa đau xé gan, thiên thu vinh biệt đoạn lìa tình thâm cha khóc con. Phụ thân ơi nghịch cảnh ai bài, Kim Liên ơi trái ngang ai về, khiến đôi lửa chia lìa cha con phân rè. Trời ơi tình liễu nặng mang, con biết làm sao chưa vẹn vẻ đôi. Sức yêu thân cô cha làm sao chống nổi bọn gian thần, thôi thì chọn con đường thảo cha nghi chúa, bỏ cuộc đời tàn tận chốn xa xăm. Hỡi ơi bây giờ phận bạc là ta, nguyện cùng bước qua trước đà chung thân, nghĩa ta cũng trọn ân gần cũng xong, mong ai ở góc biển đầu gần hiểu cho lòng người chung thủy. Em nghĩ chỉ có cách đó mới truyền thân danh được thưa tiểu thơ à. Con ơi chẳng qua là chuyện của trào đàn, chứ nào cha có muốn ép tình chi con. Phụ thân ơi thân con còn mất quãng bao
cho phụ thân già nua tuổi hạ, không ai ấp lành chẳng ai quát nồng. Thôi con ơi nhắc nhở làm mà chi cần quá đau lòng, cha hãy để cho cha một mình cùng phân xuống. Con hãy dình lòng mà dẹn thúy toàn chung. Con tiểu thơ còn có đứa tớ trung thành, cùng chia sẻ ngót bụi cay đắng, cùng nắm tay sang bằng nghịch cảnh, dù bất hạnh nguyện gắn bó trọn đời, một bước chẳng rời nhau. Phụ thân ơi, con xin cha hãy ngồi xuống đây. Cha ơi, cha hãy ngồi xuống đây đi, cho con kẻ tay sống cùng cha một lần xin dính cách để ra đi muôn dặm, không còn thấy nữa cha. Mình cha cho phép con lòng cha già cũng thấy vui lây. Từ đây xa cách ông hồ thấy cha, từ nay Nam Bắc cách rời, con sẽ gửi lại một lời làm quen. Hiu hiu gió thổi ngọn cây, ấy là hồn cha về đây thăm nhà. Cha bằng lòng cho con đến tạ từ lục gia cho phải đạo. Đội ơn phụ thân. Dạ, con trẻ Kiều Nguyệt Nga kính lại mừng ra mắt gia gia, chúc gia gia sông lâu trăm tuổi. Tiểu thơ hãy đứng lên, ta cảm ơn những lời chúc thọ đó, còn lễ vật kia đó thì... Thưa gia gia, phụ thân con vì quá bận việc công nên con trẻ đành đến trước để ra mắt gia gia. Lẽ ra phụ thân con phải thân hành đến đây để cùng con trẻ tạ ơn gia gia cho đúng lễ. Thì chết tiêu thơ định gieo quả cho lão đó chăng? Lão ông ơi, trong hai chúng con không một ai muốn thấy lão ông buồn phiền hay hờn giận. Chỉ mong lão ông nghĩ đến hoàn cảnh thương tâm của Kiều tiểu thơ của con, biết chừng đâu lão ông sẽ gian lòng dòm tay ra mà đón nhận. Gia phụ hơi đành là duyên nở giữa đường văn chương kết buộc, nhưng chưa bao giờ chúng con dám vượt qua vòng rào lễ giao. Để ngày nay nghịch cảnh đẩy đưa thành điều trái đạo, khiến nghiêm thân không còn con thảo mà cũng thiếu cả dâu. Còn gánh lấy mọi ưu phiền, con dập đầu mong nghiêm thân tương xuất, mở lượng hãy hà xá tội cho chúng con. Chốn dân Trần Nguyệt Nga tròn thân dâu con, miền âm cảnh dân tiên cũng có lòng nhắm mắt, bất trắc trở triêu lỡ cười lỡ tình chẳng trọn tình, hiểu chưa vẹn hiểu. Tiểu thơ, hay mà con hãy đứng lên đi, đừng cực lòng như thế, khiến cho cha thêm xót xa khó xử. Chẳng chi cũng gọi là dâu, con đã đảm đang việc nước thì hơi sức đâu mà lo việc nhà hơi con. Gia gia ơi, lễ vật này con xin gia gia đừng từ chối. Con chỉ sợ
sáu vừa hướng bát nước chẳng ai hầu. Phần mộ của mẫu thân con biết cùng dương sầu, nhà ta đã hụt sao tiêu trước e khi ấm lạnh buổi nào biết đâu. Tuổi già bông xế nhành dâu, sớm thăm tôi viếng ai hầu cho cha. Gia gia ơi, của món này tạm tay lòng con trẻ, e khi trở trời trái gió bất ngờ trơ trọi chẳng còn ai. Trước sau gì thì cha cũng chỉ sống có một mình, nói đến cái ăn đó thì lưng bác cũng qua ngày, và nói đến cái mặt dài mảnh bôi cũng đắp đêm nổi thân già trơ trọi. Còn lễ vật chỉ mất công cất giữ thôi con à. Nhìn nhận Kiều tiểu thơ là dâu con của nhà họ Lục, thì xin phép người cho Kiều tiểu thơ con được làm tròn bổn phận dâu con, để mai mốt đi trên đường xa diễu dời muôn trùng, Kiều tiểu thơ con được lòng thanh giả thẳng. Việc nước non đã ra tay can đăng, còn sau nàng cũng muốn được vuông tròn. Thôi được rồi. Dạ cảm ơn lão ông đã nhận rồi. Dạ con không, cảm ơn lão ông. Nói như dạ con cảm ơn lão ông đã nhận. Đây dạ cảm ơn lão ông đã nhận. Con dạ, nhỏ kia, nếu gia gia một lòng từ khước, con trẻ sẽ không yên lòng cất bước ra đi. Trước cảnh ngộ trai ngang này, tình sâu nghĩa nặng này, cha không đành lòng lấp mắt tai ngơ. Đội ơn gia gia. Thôi con, trời tối rồi, con hãy chuẩn bị hương đăng trà quả cho sư sãi xây đàn. Cha vào trong nấu nước pha trà. Thiếp làm trái siêu độ cho hồn chàng được siêu thăng về cõi niết bàn. Dân tiên hỡi, hồn chàng của linh thiêng xin hãy về đây chứng giám. Nguyệt Nga, Nguyệt Nga. Nó có gì đặc biệt đâu cha. Không đặc biệt. Để con nói cho nghe ra, giữa trong kinh sư, giữa rừng thơ biển phú, giữa các cổ tú xanh nó đỏ vàng, giữa các nàng nó vàng nó đỏ xanh. Tôi có các bản khăn giao tập trong mặt lắm rồi. Giữa một buổi chiều tấp nập ngựa xe, anh hùng tứ xứ gặp nhau, thách thức đỏ tài thử sức, thì đứng đầu là Lục Nhân Tiên, kế hai người nữa con đây cuối hàng. Cuộc thi tại quan Kim Sơn bắt vui đem lên, con đây đứng đầu. Về nhà mày đặt mày nói thàm, mày thi cử cái gì mà ở tại quan ăn mà nói không có thông, chay quạt lên đầu. Hộp mặt anh hùng đỏ sức, coi ai tài cán đáng danh, để mình nhượng trước đàn anh, khỏi cần đua tranh khỏi mắt công học hành. Như vậy có nghĩa là sao? Đừng có nói vậy mà cha không hiểu nè cha. Sao? Con trình bày một cách rõ ràng mà cha cũng không hiểu nữa hả? Không. Vậy là trí óc của cha hẹp bề khổ rồi. Để con nói lần nữa cho cha nghe. Con muốn nói là thà hổng thi còn hơn thi hổng, phải không cha? Thi hổng có nghĩa là thi rớt rồi phải không? Trời ơi, đừng có dùng chữ thi rớt nghe nó nặng nề đau đớn lắm. Dùng cái chữ thi hổng nghe nó nhẹ nhàng êm ái hơn. Dùng văn chương dùng tôi một chút đi. Đó này. Xấu hổ lắm mà. Xấu tông môn từ đường, xấu cha, xấu mẹ, xấu nhà, xấu cửa mà. Dạ thưa lão gia. Gì vậy? Mày dạ nhà cửa mình như vậy đâu có xấu lão gia. Mày biết gì xấu không xấu? Dạ tường son là vách phấn nè, trước có ao, sau có vườn, tả có chuồng, hữu có lẫm cây, có mối âm dương, dưới có gặp đất quái. Nhà cửa mình như vậy đâu có xấu lão gia. Đúng, cha thấy không? Giữa vườn mà biết nhà ta chẳng có thua ai mà cha chê xấu. Tông môn mình ba đời nay có tốt gì đâu cha sợ xấu hơn. Lão gia ơi, sao lão gia không coi câu chuyện đi thi của cậu con á cầm bằng như cháy vài tờ giấy nợ, ăn thua gì khi cọp chứ mới rụng sao lâu. Đúng thế này, cây me mới rụng một lá ăn
thua gì mà cha buồn cha bực. Con đã nói tuổi tiểu đăng qua thì lo gì chuyện đại đăng qua. Tương lai đó gắm còn xa, cái chuyện cần lo là lo cưới vợ. Mai ra thời một đôi năm của cháu trai, cha ẩm, cha bồng. Con nghe trong nhà có vài nhân, thằng này vừa mới nói với con. Công tử ơi, đừng có nói vậy. Bụng dạ tới nó đang còn cào, mở đói hai ngày rồi mắt đã nổ qua. Dạ thưa lão gia, lão gia đừng có nghe lời như vậy. Phải rồi, ở trong nhà này chẳng có vài nhân, mà có quà chăng có con mụ chẳng. Thành rằng thánh con đâu sinh lòng sinh dạ, nhưng rau nào không lấy vốn một vòng. Chuyện tình duyên thì phải tính liền, để lâu ngày con không có vợ giống cha. Có vậy không có vợ sao có con. Con nay vợ cháu bộ à. Mi là ai dân phi đạo tập với con? Bùi Kiệm ơi, con bùi cha, cái cha bùi con. Tên họ quê quán ở đâu hay mau nói rõ, bằng không ta sẽ truy hô lên cho gia nhân trói đầu đem xuống huyện. Chứ sợ hãi lo âu chết thì ti. Tình cánh cố qua tức là ta, chẳng có đang mắng là tức thì chi. Thì họ bùi chúng ta tức là ta, cùng một mái nhà cùng một người cha. Nhưng ai là người có lỗi? Lỗi có tại cha mình. Ông một lòng vô diêm, khiến sanh chuyện hiểu lầm. Lễ đạo nhà nam nữ bất thân. Ồ, người này ta thấy quen quen. Nếu không làm người trong bức họa, có phải chăng là Lục Nhân Tiên? Ngươi cũng biết chàng à. Chỗ bạn bè chi tiết chi thần. Đã là chỗ bạn bè chi tiết, chắc huynh hiểu rõ họ Lục bây giờ. Họ Lục? Sao? Họ Lục bây giờ? Sao? Còn đâu nữa? Trời ơi, sao khóc không được trời. Cái Lục Hiền huynh ơi, ngờ đâu tình bằng hữu trăm năm vĩnh kết. Còn ngờ đâu nghĩa chi lan mới đó đã đứt dây. Nghe đâu chàng khóc mẹ đến bỏ thi, thêm bệnh hoạn mù lòa thương tơ. Mùi ơi, mùi đừng nhắc nữa, làm cho huynh thêm đau đớn. Phải chi Vân Tiên về được chốn này, còn có anh em giữa kề kề giữa đỡ mở lưng. Đằng này quá sầu đau hay tin mẹ mất, thêm chút thắp hương tiền mất tận mang. Quẩn trí cùng đàn chàng mới nhảy xuống vực sâu tự vẫn rồi. À, xỉu xỉu xỉu. Trời đất ơi, coi như sắc đẹp trời cho tôi nữa trời ơi. Trời ơi, tan tành sắc đẹp rồi, ôi trời ơi. Trời đất ơi, lửa đâu mà vô mặt dữ trời vậy trời ơi. Ôi trời. Quậy. Mày chăm vô mặt tao rồi mày còn thổi nữa hả mày? Trời đất ơi, mặt mày tao về mày chăm vô vậy hả? Mày làm hư nát cái mặt qua văn nghệ rồi mày thấy không? Mày coi hậu quả nè. Lấy chưa? Làm sao cha tao nhận ra tao, mày thấy chưa? Linh! Mày làm gì vậy? Dạ con không? Trời đất ơi! Mày chăm vô mặt tao đau tao khóc, tự nhiên mày cũng khóc nữa hả? À, con nhỏ này lạ lùng thiệt mà. Ngâm ngâm mày không lại ngâm rồi không muốn khóc nữa. Mặt mày khóc giống cả bông ngu lắm. Nghe tao nói nè, đưa mấy cái nhân lên cho tôi. Con nghe mẹ con tử ơi. Tôi coi mày làm gì vậy? Tôi có quỷ nhập với mày lại vậy? Mày nghe tao nói gì không? Dầu tắt ngỗng túi ôm, sao con không chịu ngừng tay đi nghỉ? Quê rồi sao mẹ chưa đi nghỉ? Làm sao mẹ nghỉ cho được con? Nằm nghe tiếng quy tơ khuya nơ khuya lắc, mẹ xót xa cho cái cảnh cô đơn của con. Hơn nữa lúc chạng vạng, mẹ nghe thon thoáng tiếng người reo ngựa hí, lòng thấp thỏm lo âu, nằm không có yên con à. Nhìn gương mặt hiền từ phúc hậu của mẹ, con thấy ấm cả cõi lòng. Tình mẹ chở che giúp con vui sống, mẹ phải ăn no ngủ ngon con mới yên lòng. Thôi sức đâu mẹ nghĩ đến chuyện bên ngoài, mặt thiên hạ, hai mẹ con mình sống hôn hạnh phúc với nhau, chẳng phiền ai, như thế có phải hơn không hả mẹ? Chính vì vậy mà mẹ mới lo mới sợ đó con à. Vì giữa núi vắng rừng hoang thì làm gì có tiếng người reo ngựa hí. Nếu không phải là quân sĩ của triều đình truy lùng giặc,
cũng là cường sanh nó đuổi hổ rượt chứ. Mẹ à, không khéo việc Kim Liên trá hôn đổ bể khiến chú Phiên khó dễ vô ta, nên mới sanh chuyện can qua ngoài biên địa. Hay họ Bùi bất nghĩa điềm chỉ tận nơi cho quan quân triều đình truy lùng tìm kiếm. Mẹ con, mẹ ơi mẹ đã thương đồng bọc chở che, con muôn đội ơn lòng. Không biết phương trời xa nghiêm thân còn mất lẽ nào, nhớ lại ơn cha, nguồn nước cội cây công cao ngàn trường. Ai ấp lạnh quạt nồng khi tháng hạ ngày đông, chẳng nghĩ đến lục gia một tấn già hiếu quần. Ngày nắng đêm sương nóng lạnh ai tường, cuốn một nghề mười thương con ơi chuyện đời. Mẹ ơi, tiếng chân của một con ngựa, họ sắp vào sân nhà, làm sao bây giờ hả mẹ? Thôi thôi, cô hãy nhắm hố sâu mà chạy nghe con. Con không để cho mẹ gánh lấy nặng tay một mình được. Mẹ già rồi, có chết cũng không xong, con còn trẻ lại có sắc rắn nghe lời mẹ đi con. Anh nè 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 nè, nhớ thay bộ đồ tăng chế, lỡ chúng có vào nhà mình không làm quá dễ nghe con. Mau mau đi con. Có ai trong nhà không? Ai? Ai mà kêu cửa nửa đêm nửa hôm vậy? Tôi là kẻ lạc bước lỡ đường, xin gia chủ thương tình cho xin nhờ chén nước. Xin lỗi, trong nhà có nữ giới chẳng tiện mở cửa cho nam nhân, quan khách cảm phiền vào trong núi sâu ở trong kia mà tìm nơi trọ đỡ. Nhắm ngọn đèn khi tỏ khi mờ, khi còn khi mất, tìm đến đây thì đã quá nửa đêm, xin gia chủ chớ ti hiềm. Ta rượt giặc lạc đường, xin chỉ dùng nẻo ra quá ngại. Nói vậy ngài là tướng triều dẹp giặc ô qua. Thưa vâng. Vậy thì mời vào, mời vào. Đa tạ lão mẫu. Dạ. Xin kính chào lão mẫu. Ngài đây là... Kính thưa lão mẫu, như tôi đây là quốc trạng nguyên nhung bình phiên đại soái, ra biển quan phục lệnh triều đình, xuất quân dốc lòng trừ giặc ô qua, đem lại cho tư dân cuộc sống an hòa. Vừa để biên thùy gặp nay đại quân của giặc, chúng đánh chiến khua, kịch chiến lỡ đất long trời, hưng minh quy vũ, ngang dọc tung hoành, địch quân hô quảng đốt quả mồ dại dây. Chúng đã xua tàn binh cùng tướng hùng cốt độ, càng lên đè bẹp đánh một trận kinh hồn. Bốn chức vũ lộng thần quái ngăn trận đến xê chiều, thay phơi đầy đồng mau chảy thành sông. Chúng dục tiến công giặc lùi ta lùi, hoàng hôn chật vật cốt đột chạy dài. Quốc trạng quá tài đánh một trận sống ngay, rồng mây cả nước dễ dùng tội chí nam nhi. Lẽ nào quốc trạng lại buông tha cho tên cốt đổ cọc? Bổn chức thúc ngựa đuổi theo một bước không rời, đâm nhào xuống ngựa, chặt phăng lấy đầu, ngẩng lên trời tôi mù không thấy lối ra. Hoài quả vung ba, người quải ngựa mệt, giữa rừng lạc bước căng sao không mọc. Trước mặt sau lưng toàn một màu đen tối, đành đợi chờ đến rạng sáng hôm sau. Bỗng thấy xa xa ẩn hiện một ánh đèn, khi tỏ khi mờ thấp thoáng giữa rừng đêm. Nào ngờ đâu ở giữa chôn sơn cùng, có một mái nhà và có cả tình dân. Thì ra nhờ ánh đèn dệt của kẻ thức làm khuya. Thưa dân, nhờ ánh đèn dệt khuya mà. Ý chết, nãy giờ mãi mê nói chuyện mà quên mời quốc trạng ngồi. Đa tạ lão mẫu. Dạ, dạ, dạ mời quốc trạng ngồi. Xin phép lão mẫu. Dạ. Kính thưa lão mẫu, chẳng hay người trong bức họa này là chi của lão mẫu? À, đó là thằng rể của già. Rể của... Nó chết đã 3-4 năm nay rồi.
Thôi, để già đi lo nấu nước mời quan nha. Kính thưa lão mẫu, nếu bổn chức không lầm thì người trong bức họa này là... Người là ai? Sao Dung Quang lại giống ta như ta? Ta và người có quen biết nhau chăng? Người đang dung cây còn cả rễ lẫn cành, đánh ai đó mà thần quy lẩm lẩm. Giang điệu này khiến ta nhớ trận đánh bọn Lục Lâm. À, phải rồi, đúng rồi, trận chiến Hạ Phong Lai, dẹp tan lũ cướp tại Sơn Đài. Nét đan thanh quả cảm hào hùng, quả truyền thần sông động quay ghi, dân làng ư? Không, hay đây là bút tích của người mà ta hằng nhớ mong tha thiết. Một buổi chiều hành ngộ giữa điêu linh, Nguyệt Nga chăng? Không, nhưng Nguyệt Nga để bị công phiến theo lệnh của triều đình. Nguyệt Nga ơi, để cho cành qua gió cuốn, ta thật hổ phần bất tùng. Biết lấy tìm nàng tân ngô quan, đàn thanh này nét của dần dẹn chữ tan vòng. Nhưng chưa tròn nghĩa trúc mà. Nguyệt Nga ơi, dẫu phiên quốc có muôn trùng ta thẩm, ta cũng quyết đạp bằng sông núi tìm gặp nàng cho thỏa bao tháng ngày ta cách như mong. Những ai, ai là người chứng kiến việc riêng của ta giữa rừng hoang núi vắng để lưu lại nơi đây một chứng tích đủ cơ bằng? Ai? Dạ. Thưa lão mẫu. Dạ, gia chủ đây mà. Dạ. Tiền lão mẫu nhiều quá. Ân trọng này không những bổn chức phải riêng mang,
mà cả triều đình còn có bổn phận đáp đền ân thượng. Dạ, bổn phận con dân thời loạn đâu dám ước mơ ân nghĩa của vua ban. Thôi, để già đi dọn giường cho quốc trạng nghỉ ngơi chờ sáng. Dạ, kính thưa lão mẫu, vì giáp trụ trên người, xin phép lão mẫu cho bổn chức được ngồi đây. Dạ. Ngồi cạnh bàn thờ cung anh đây dưỡng thần vài khắc. Dạ. Xin phép lão mẫu. Kính thưa lão mẫu, dạ, dặn hay ông anh đi được bao nhiêu niên kỷ, vì sao lại lìa trần, vợ con còn mắc ra sao vậy thưa lão mẫu? Quốc trạng hỏi thằng rể của già này đó. Thưa dân. Ôi câu chuyện nó rất đổi thường tầm, chưa kịp hiền dinh nước trôi sự nghiệp công danh qua tàn, thương cho nó chưa tròn đôi lứa, thương cho đèn khách lòng ghi, thương công khổ cực đi thi, thương lòng ngái già thân chẳng ít chi, nên bạn bè hại nó chẳng hề nghi. Lão mẫu, phải chăng anh ấy có dao đuôi mù? À, cái chuyện này để hỏi vợ nó ắt là tường tri. Sao vợ lấy có đây nữa? Dạ bẩm quan, vì ban hôm tâm tối sợ rủi ro nên già mới giấu con, chứ không phải cố tình bất kính với quan trên. Dạ xin quốc trạng khoan hồng mà không bắt tội. Dạ lão mẫu đứng lên đi. Dạ. Sợ là phải thôi, đêm hôm tâm tối chưa rõ ràng, ai mà không sợ. Dạ. Thưa lão mẫu, xin lão mẫu đừng ai nấy, hãy cho phép bổn chức đây được chào hỏi ra mắt người chị trong nhà có được không thưa lão mẫu? Dạ. Con à, con ơi. Dạ. Ra đây con. Nè con, hãy đến lại mừng quốc trạng đi con. Dạ. Con dân nhà bần kinh lãi mừng quốc trạng. Xin chị hãy đứng lên. Bổn chức tuy mang tước trọng của triều đình, nhưng cũng xuất thân từ nơi thôn ổ bần hàn của nhà. Kìa con, con làm sao vậy con? Đó, mẹ nói có sai đâu, con dệt khuya quá sức nào mà chịu nổi. Dạ, dạ bẩm quan, vì con tôi nó mãi nhớ thương cái thằng chồng quá cố, nên cấm đầu cấm cổ vào cái việc sinh nhai, cho nên trời đã cơi ta nói khổ, khổ lắm mà. Con có thấy đỡ chút nào chưa con? Dạ con khỏe nhiều rồi, mẹ hãy an tâm. Kính thưa lão mẫu, xin phép lão mẫu cho bổn chức được hỏi qua chị đây vài lời về gánh số số trong nhà có được không thưa lão mẫu? Dạ quốc trạng đã truyền, con của lão xin nghe theo lời vàng ngọc. Đa tạ. Nè con, hãy lễ phép thưa qua khi người hỏi nha con, để mẹ vào trong lo ngựa của ngài dài bụng thốt. Thiện không làm dẫn đục tấm lòng trưng, xin người quá bủa nể tình bỏ lội. Nghe lão mẫu nói anh nhà đã thỏa nạn vong thân, bấm đốt tay tính đã 3-4 năm dư thì phải. Dạ điều đó mẹ tôi nói lại chẳng sai, chồng tôi đi thi giữa đường thọ nạn tham thương, thi thể đành chung vùi nơi đất lạ quê xa, nay đã rẽ bầy cưỡng loan. Ôi những lời đoan thề, chỉ non xanh nước biết mình thề, hoặc nhưng tôi nguyện giữ tất lòng thủy chung dầu.
đấu người dương thế kẻ âm phong. Anh nhà trong quả cảm hào hùng chắc đang mơ cúc tương phùng. Trơ trêu tay chồng đang nóng lòng gặp vợ, vợ muốn nhìn chồng mà chẳng dám hở môi. Dám hỏi chị, anh nhà trong bức quả gọi là tên chi? Dạ chồng tôi họ Lục. Họ Lục? Tên gì? Tên là Dương Tiên. Dương Tiên? Lục Dương Tiên? Phải rồi. Trên đường Thiên Ly gặp nạn tai, chàng đã ra tài chiếc phong lai, dần thân nghĩa tây duyên nợ, quạt lúa làm tính chẳng vui may, thiên tu bách tuế vĩnh duyên hài, công toại danh thành rạng chi trai, nón xanh chứng chiếu tình kiếm cài, nước biết mình thề chìm ngoài thiên nhai hải giác, để cho nguyệt nga trầm luân khổ ải sơ xác, hình mai dầu dài phong trần. Dương Tiên mây tan dần dương lố vàng tàn, mặt nhau lệ âm tuôn tràn, một thân tư cô dài dáng vô sương. Ôi thảm thương thay cho thân gái dặm trường, người quê chắc phải tập tành cầu xuống điểm còn. Tình đời sâu cạn muôn nẻo cồn dò, chung thủy tìm nhau ta tự hào như vàng cao lửa đỏ. Bỡ ngỡ tương hội khó nỗi ngờ. Nguyệt Nga, đây không phải là giấc chim bao, nàng ơi đừng sợ. Không phải là chim bao à, Dương Tiên. Nguyệt Nga. Dương Tiên ơi, hạnh phúc đã có lần ập đến rồi, lẽ nhanh như ánh chớp, và sau đó bất chợt biến tan đi như gió thoảng qua màn. Ngọc vùi trong lửa đỏ, ta mới biết ngọc trong lành. Nguyệt Nga ơi, lần tương ngộ này là lần vĩnh viễn, không trợ lực nào ngăn cách nổi đôi ta. Dương Tiên hỡi, dù sống hay chết chàng vẫn là chồng của Nguyệt Nga. Ba năm sắc đinh một già, ba năm gái quá cầu trời, xin thờ bước qua một đời mà thôi. Thương nàng lần đằng
thời quân sắc long đông bạc phần má hồng. Ôi con tàu ghét ghen phải cảnh bạc đen khổ ai một đời không thể nói nên lời. Ôi đau đớn lòng ta ao sông xô gai tan chi mấy năm dài tôi. Hồng xưa giờ đã xanh xao ràng rủa lệ thương sâu. Môi rỉ máu tươi lòng nghe tức tươi nghe ngào. Nước mắt đau thương làm phai hương tóc rối tình dở dang rồi hồn tơi tả gió mưa. Lắng lòng tìm lại lời thương trong ánh mắt vợ đôi mình còn hớn hở đón đưa. Ngập ngừng thương tiếc chuyện ngày xưa anh dìu dắt đưa em vào vùng nắng hồng thơm hạnh phúc. Tình nào em giữ cho chồng đem
có bối chia tay nào không nhiều nước mắt không cuộc tiếng đưa nào mà chẳng lắm mê đau dân trong cuộc tình sầu đắng đưa buồn kỷ niệm rong rêu chết đi cõi lòng lúc bước vào yêu chôn liệm ước mơ trong cuộc tình sầu đã biết vào yêu là chút khổ tình sầu sao vẫn mãi vương mang từ giờ xin gọi cố nhân bao nhiêu tâm sự trao lần này thôi. Xin trả tôi về tình quê triều mến xin trả tôi về miền quê hương nhỏ bé có lũy tre vàng mờ lúa sắc ven đê dòng sông trôi lững lờ rung vầng trăng soi bóng mờ về những đêm trăng bên bếp lửa nghe ngoài kia vang vọng tiếng quan hò xin trả cho tôi những mơ tuyệt vời xin trả tôi về miền quê không lửa khói trả tôi về với ruộng lúa nương khoai có mẹ già ngồi khiêu bếp lửa bắt lễ mờ nhắc chuyện ngày xưa có người em tuổi chớm đôi mươi mơ ước một ngày rượu hồng pháo đỏ
xin trả tôi về thời xa xưa lòng gió bên khóm hoa cà rượt đuôi bươm tung tăng chiều cắn dây mái đình thương đầu xanh chưa biết buồn chưa sầu chưa hờn quá xin trả tôi về bướm vàng tình quê từ đó anh rời bỏ quê hương lao vào gió bụi đã mấy mùa xuân quê mình ly loạn đã mấy lần thu khói lửa lang trang cánh đồng sâu vắng bóng những trai làng đàn trẻ ngây thơ tóc còn để chốn khuya sớm cài bừa thay thế người đi người đi từ đổ vào sương gió cay đắng cuộc đời bạc tóc xanh ngày nào mỏi cánh phiêu linh anh về quê cũ có em đợi chờ xin trả tôi về quê hương ngày mới lớn về với mẹ già em dạy với người yêu trả cho tôi mai lá thân yêu với những đợt khói chiều bay theo gió trả cho tôi ánh trăng vàng trải ngõ đôi mắt mẹ hiền mái tóc người yêu cho tôi quên những ngày tháng đi quan những chua xót đắng cay những đỏ đài bất hạnh xin trả cho tôi niềm tin đã mất trả cho tôi khóe mắt nụ cười họ chiều chiều nhìn áng mây trôi nhớ thương vời vợi phương trời quê hương tìm lại tình thương quên đi tất cả đau buồn ngày qua chiều rơi lạnh lùng trên sông vắng hai cánh hoa sông lững lờ buồn cho cuộc đời lắm sầu thương ôi thân ta công nương vẫn rủi vong thần cho cuộc tình duyên vô nghĩa mái tóc xanh bên quân dương tuổi già rồi đây nào người xót đời qua dù quý này là chôn chết ngày thơ bẩm công chúa em đã về tới Xuân Đào có lẽ em đã nhìn thấy tận mắt Triệu Vương bẩm công chúa em đã thấy tận tường sắc diện vị quân vương nước Triệu có phải đó là một vị vua đã quá lục tuần lưng còm tóc bạc bẩm công chúa Triệu Vương không phải là một vị vua mỏi mòn sinh lực mà là một chàng khôi ngô vẻ hào hùng dốc dáng ngang tàn nghĩa là một ông vua còn trẻ tuổi có phải thế hay không dạ đúng như vậy
một chàng trai trẻ tuổi quay dùng nhân người coi ngô tuấn đang ở dưới long thuyền từ triệu quốc sao đón mừng công nương vậy đâu rồi phong son ngươi hãy dùm lửa chất trăm cài cho rỡ ràng dung nhan tăng thêm vẻ kiều diễm kiêu sa hương sông xả thơm ngát đầy đón chào người trái triệu quốc lễ rước đã đến nhà xin lễ công chúa hãy sẵn sàng tiếp nhận. Dạ thần thiếp là công chúa Hàn Bán xin mừng triệu dương đến đây kết tình hai họ. Kìa xin công chúa đừng ngộ nhận mà đảo làm con cám bề thất lễ. Theo nghi thức hoàng gia chính tôi mới là kẻ phải một quyền. Người nói sao? Phụ vương tôi còn bận chinh chiến miền xa, sợ trễ kỳ hẹn, cho nên người truyền lệnh cho tôi đem thuyền loan sang rước công chúa về triệu quốc. Nói gì? Người đây là thái tử Tâu Vân, là con một ông vua già bên nước Triệu. Dân lệnh phụ vương đem loan thuyền sang rước ta về nhận chức mẫu nghi. Và bẩm lĩnh bà, theo thứ bậc hoàng gia, kể từ giờ phút này tôi phải coi lĩnh bà như mẫu hậu. Không, tôi không muốn già nua khi tuổi xuân vừa chớm mong. Thái tử ơi sao người lại lấp ngăn niềm khát vọng còn đang căng mạch sông ơi đường. Chưa một lần công chúa hãy coi tôi như sứ thần dân mang của triệu dương sang tận nước Hàn rước công chúa về theo lệnh thánh quân. Nghĩa là người không muốn cùng tôi tâm sự, tôi chỉ muốn giữ tròn hiếu đạo của người con. Sự hàng quyên cũng xin giữ phận mình trong dòng lễ giáo. Tôi đã xem công chúa như ngôi cao mẫu hậu thì xin nàng cũng coi tôi như một đứa con chồng. Để có sự cách ngăn khi cùng chung trong chiếc loan thuyền. Ôi mấy ngày đường sông dài đắng đắng biết ai có giữ được lòng mà trong trắng thanh cao. Xin thửng gió xuôi buồm nước chảy trôi mau cho thuyền cập bên sớm hơn giờ đã định. Để phụ vương thôi mỏi mòn trong ngóng hình bóng dài vẫn chưa gặp mà mặt lần. Thái tử vừa nguyện cầu xin giữ được lòng trong trắng thanh cao. Tôi muốn biết thái tử nguyện cầu cho tôi hay cho thái tử? Nguyện cầu cho cả hai người, công chúa và tôi. Nghĩa là thái tử cũng sợ đêm trường cô độc lẻ loi không giữ vẹn lòng mình khi còn son trẻ. Vậy nguyện cầu chi những lời vui trá rồi giam hãm cuộc tình muốn bỏ đi quan. Thái mặt cho trời dần vu mây đen xin giông tô phủ trùm lên mặt trường giang dậy sông để thuyền loan trôi dạt vào miền Lạc Long đưa đáy cuộc tình đi không bên.
này có đúng như lời công chúa ước mơ thì đảo làm con tôi vẫn một niềm giữ lời. Thiếp sợ lúc đó có kẻ quên mình là thái tử trước mạnh lực ái tình đành lối đạo với phụ vương. Ta ra lệnh cho tất cả đạo phu dựng tay chèo lái vượt qua trận cuồng phong giông bão đưa thuyền loan về cập bến trước hoàng hôn. Thái tử, thái tử. Kìa công chúa, xin công chúa hãy lui gót trở vào khoang, đừng đứng ở mũi thuyền nguy hiểm lắm. Thiếp muốn được chia sớt nỗi hiểm nguy cùng thái tử, thiếp không đành lòng thấy cảnh người trong ấm cúng còn kẻ ngoài mưa gió lạnh trùng dương. Nếu công chúa không nghe lời khuyên, buộc lòng tôi phải cam lỗi đạo. Thái tử, thái tử định làm gì thiếp? Tôi sẽ dùng sức mạnh của đôi tay nhấc bổng tấm thân ngà ngọc ném vào trong khoang không một chút tiếc thương. Một hành động vũ phu nhưng ngày đó là điều bắt nghi buộc. Nếu công chúa không rời khỏi nơi đây thì tôi sẽ ra tay. Thiếp lại nghĩ rằng đó là một dịp may để thái tử tỏ bài những thèm khát mê say. Kìa, một con sóng to đang cuồn cuộn dâng cao mấy trường. Công chúa, hãy bám chặt lấy tôi kẻo bị nước cuốn trôi. Công chúa, lai tỉnh công chúa. Kìa, thái tử, đây là đâu? Một đảo quan không bóng người lai vãng, chỉ có tôi và công chúa trôi dạt trên đây thôi. Còn mấy chục trảo phu và quân sĩ theo hầu. Chắc bọn họ đã làm mồi cho kình ngư đại hải. Trời! Đã qua rồi cơn kinh tâm khiếp đảm, xin công chúa hãy quên đi chuyện hải hùng nơi biển cả chiều qua. Chiều qua? Có nghĩa là tôi và thái tử đã có mặt trên đảo này quá một đêm dài lo sợ. Vâng, và sẽ còn nhiều đêm dài lo sợ nữa nếu không ai hay biết ta ở nơi này. Rồi cuộc đời mình sẽ ra sao đi thái tử? Rồi cuộc đời mình sẽ ở lại mãi mãi nơi đây cho đến một ngày xương tàn cốt rũ. Và chuyện của đôi ta sẽ được ngàn sao đưa vào quyền sử. Nếu có một ngày kia có kẻ tìm ra, rồi sẽ đặt cho nó cái tên quan đạo tình yêu. Công chúa đã mơ mộng quá nhiều. Xin công chúa đừng quên hiện tại tôi với công chúa vẫn là hai người cách biệt. Đã kề cận bên nhau sao thái tử vẫn còn nói câu cách biệt. Đôi tay kia đã nâng niu bí bồng tấm thân ngà ngọc sao thái tử còn thanh cao dưới câu đạo lý luân thường. Gửi lại hình hài trên đảo quan, nhưng còn thanh gươm này, gươm báo của phụ vương đã trao cho tôi với niềm tin tuyệt đối. Tôi sẽ cắm giữa lằn xanh chia đôi giới hạn, chứng minh tôi với công lương dân giữ đạo con người. Lại thêm một ngày dài nữa trôi qua, đêm đã xuống chúc công chúa tròn giấc ngủ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thượng, viên thuyền trưởng vừa cho biết đã tìm thấy những mảnh giang bể của thuyền loáng trôi bập bềnh trên sóng cả. Còn gì nữa không? Hộ giá quan, hãy tâu trình cho đậm rõ. Muốn tâu, thuyền trưởng còn nhận thấy một đảo quan cách lâm thuyền chừng dài 10 hải lý. Đảo quan đó chắc là không có người cư ngụ. Tâu dân, nhưng nhờ thiên ly kính, thuyền trưởng đã nhận được dấu hiệu bao nghi. Một chiếc áo của thái tử thay thế cho cờ, bay phất phơ trên mỏm đá cao trên quan đảo. Vậy hộ giá quan còn chần chờ gì nữa mà không truyền lệnh cho các tạo phu hãy gắng sức ra công, mau đến đảo quan để giải cứu tử hoàng cùng công chúa hàng bang và bao nhiêu người khác nữa đã bị đắm thuyền vì dòng tố tông ba. Giang giấy Phật trời của ta gặp được con của ta, xin thánh thượng yên lòng nơi tại sức tạo phu thiệt lực trong kèo chẳng dám nghi ngời. Độ nửa giờ sau là thuyền sẽ cập bờ, thánh thượng sẽ được quá lòng công phụ tử tình thâm. Các quan, dạ, sau bao ngày hành trình đầy gian khổ, ta và các quan lùng khắp rừng sâu heo hút của đảo quan, sao vẫn không tìm gặp tử hoàng và công chúa giai nhân Hàn Quốc? Tâu kim thượng, hạ thần vừa tìm gặp thái tử. Hả? Vừa tìm gặp thái tử? May mắn biết chừng nào. Đâu, con ta đâu? Dạ, ở phía bên kia dòng sông, thái tử và công chúa đang nằm cạnh bên nhau và đang say sưa trong giấc điệp. Trời, súc sanh nghịch tử! Đâu, suối ấy hướng nào? Hãy đưa ta đến đó để ta giết cả hai và cũng để bôi xóa một chứng tích dâm loạn ngỗ nghịch. Các quan, dạ, hãy cùng ta vượt suối. Mà thôi, phải rồi, dòng suối biết in bóng hình thiên tử, một vị vua tuổi đã qua lục tuần. Hết rồi, đã hết rồi, tuổi qua mộng thanh xuân, chỉ còn lại một xác thân cằn côi. Phải mà, hai chúng nó có làm gì nên tôi? Chẳng qua mạch hương đời đang trỗi dậy buổi hoa niên, còn ta bông xế chiều duyên đã chẳng còn duyên, nguồn xuân mong hãy nhường cho hai trẻ. Tâu kim thượng, xin kim thượng cho phép hạ thần đánh thức thái tử và công chúa Hàn Bán. Đừng, hộ gia quan, dạ, hãy để thái tử con ta và công chúa Hàn Bán được vô tư trong giấc ngủ. Ta muốn đứng im để ngắm nhìn tuổi trẻ đang tìm nháo qua mộng mị du dơ. À kìa, hãy lắng tai nghe công chúa nói gì, đừng phá vỡ niềm tin của nàng trong giấc mơ huyền diệu nhé. Thái tử, thái tử ơi, rồi đấy chuyện của đôi ta sẽ được người ngàn sáu đưa vào huyền sử. Nếu có một ngày kia có kẻ tìm ra, rồi sẽ đặt cho nó cái tên quán đảo tình yêu. Trời! Kìa, các người là ai? Thái tử, tỉnh dậy thái tử. Đừng, hãy để yên cho người yêu của nàng say giấc ngủ. Ai nói với ông người tôi yêu là thái tử Triệu Bang? Chính nàng, nàng đã thổ lộ tâm tư trong giấc mơ màng. Ta chợt đến vừa kịp nghe những lời tình tư. Nhưng đó chỉ là giấc mơ tôi chứ không là sự thật. Người ấy nhìn kia thanh gươm bao của Triệu Dương ngăn trở cuộc tình duyên. Như bức trường thành phân chia ranh giới, để tôi với chàng không dướng dòng tội lỗi. Tôi là công chúa nước ngàn, bị công nạp cho Triệu Dương. Nhưng tôi chẳng yêu thương một quân vương, nhựa sống đã cối cằn. Trời ơi, tôi tắt già nói như cằn khô trôi lá, sợ gió đông sơn. Vì một thanh gươm mà phải cách ngăn hai nẻo.
Triệu Dương ta đã biết phận mình. Bé gái gồm thiên cho nối tình phu phụ, để thiếp cùng chàng nên nghĩa tóc ta. Ông là ai mà tới đây trong im lặng? Tôi là người mà công nương mơ ước đợi chàng, phải tay công nương chưa một lần gặp gỡ, và đây mới là buổi đầu sơ ngộ mà thôi. Vậy người đến giúp ích gì cho ước vọng của tôi được hạnh phúc đời đời làm người yêu thái tử? Công chúa ơi, ta không phải là người ngàn sao đi tìm quyền sứ rồi chép lại chuyện tình yêu đôi lứa đã thành mồ quan nơi hải đảo xa. Có non xanh đem lòng oán hận, cho gió tương tư không có lối đi về. Triệu Dương, người là Triệu Dương đi tìm thái tử. Trời ơi, thiếp thần vô tình đã nặng lời xúc phạm đến quân dương. Thôi thì sẵn đây một ngọn hương thiên, xin thánh thượng xuống tay thiếp cam đành. Nhổ gươm thiên là để tình công chúa với thái tử con ta không còn ngăn cách nữa, chớ ta không dùng gươm thiên để cướp đi hơi thở của nàng đâu. Ôi tội nghiệp thay lời nói tội tình, nếu ta không chợt thấy gương mặt mình soi trên suối biết thì đâu biết tuổi già đã mệt mỏi với thời gian. Tình yêu này ta nhường lại cho con, hãy tận hưởng một mùa xuân bất tận. Ta sẽ biến đảo quan thành nơi phồn thịnh, một tiểu giang sơn có vua nghi ngờ hư cung vàng. Hộ giá quan, dạ. Chuyến về này sẽ có tổ chức một cuộc di dân, khanh có bổn phận khai phá quan đảo này thành một tiểu vương quốc. Phụng mạng. Công chúa ở lại, ta về. Công chúa, thanh kiếm báo đâu rồi? Có người đến lấy đi rồi, thái tử không lấy biết gì sao? Đạo văn không người, ngoài tôi và công chúa còn ai vào đây nữa? Công chúa, có phải công chúa đã thừa dịp tôi mỏi mệt mê sai mà nhổ gươm vàng đi chăng? Trời ơi, thiếp nhổ gươm làm gì? Để không còn cách ngăn giữa tôi và công nương. Trời ơi, thật là điều tội lỗi, xin hoàng thiên hậu thổ chứng minh cho lòng trong sạch của một đứa con. Thái tử đừng cho thiếp là dân loạn, dầu gì cũng là một công nương, thiếp cũng biết giữ tròn câu thiết thành. Khi đã mê say thì đắm ra mù quáng, đâu còn kể chi đến lá ngọc cành vàng. Nhưng thiếp tôi vì đâu mà thái tử buồn phiền? Tôi làm sao biết được chuyện của nàng khi tôi đã đắm mình trong giấc ngủ triền miên. Nhưng tiếp phải đâu là người cất giấu gương vàng? Nếu không phải là nàng thì quan đảo này ắt có ma quái hồ tinh. Thái tử ơi, không phải ma quái hồ tinh mà chính là phép nhiễm màu của quá công đặc đề. Trong khi thái tử đang say sưa giấc ngủ thì phụ vương đến đây sẽ sợi tơ hồng.
sự thật rồi. Phụ vương ta đến đây, sao nàng không đánh thức? Phụ vương không cho, người sợ tán cứng mỏng mỹ vì ngỡ thái tử cũng như thiếp đã chọn nơi này làm quán đảo tình yêu. Phụ vương ta đâu rồi? Người đã xuống long thuyền trở lại đất liền, có lẽ giờ này cũng sắp bắt đầu rời bến. Không, không thể được. Ân tình này là của phụ vương ta, ta phải trả lại người, ta không có quyền chiếm đoạt. Công chúa, hãy theo phụ vương ta ra tận bên thuyền, chỉ một mình ta ở lại đảo quan cho đến ngày xương tàn cốt ru. Đi, phụ vương, phụ vương. Kìa, dường như có tiếng réo gọi của thái tử con ta. Hộ gia quan, dạ, hãy cho long thuyền ngừng lại giữa giang hà cách biệt. Phụ vương, xin phụ vương cho thuyền rồng quay lại bên để con trẻ có đôi lời bày tỏ với phụ vương. Phụ vương. Thái tử Triệu Khiết Đan, thuyền đã tách bến, không bao giờ quay lại bến, cũng như tình đã trao đi, không níu lại ân tình. Thâu kim báo rồi là nợ duyên kia đã hết cách ngăn, cha bằng lòng tác hợp cho con với công chúa hàng ban nên duyên cầm sắt. Nhưng phụ vương ơi, sống dậy trùng khơi là bởi gió trời tung bay tám hương, con trẻ lớn khôn là nhờ công ơn nuôi dưỡng của nghĩa thái sơn và sữa ngọt trong nguồn. Con được thành nhân là nhờ nơi cơm áo phụ hoàng, 18 đôi mươi tuổi đời còn non nớt, sớm vào đường tình con sợ bước trong gai. Duyên kiếp này con không hỏi không dai, sao phụ vương lại bắt con đền trả? Đêm vắng canh thâu trùng dương, lòng gió con thương phụ vương lạnh lẽo thân già. Phụ vương, xin phụ vương hãy nghe lời con trẻ một lần thôi, cho thuyền vào bến đón người tình đang chờ đây. Con ơi, nếu đêm nay biển khơi tàn cơn bão tố là để dậy phong ba dần vũ trong lòng. Ta vừa đón nhận một đau thương chua chát phũ phàng, công chúa hàng ban chỉ yêu thương thái tử, ta già rồi đành yên phận già nua. Mãnh lực ái tình còn mạnh hơn quyền thế một ông vua, cung điện nguy nga còn nhỏ hẹp thua buồn tim bé nhỏ. Trăm trận sông pha trăm trận cười ngáo nghễ, nhưng lần này đây ta nhỏ lệ khóc thân mình. Hộ gia quan, truyền lệnh cho thuyền hãy nhỏ neo. Thái tử Triệu Khiết Đan, con không được trái lời vương phụ. Tình yêu kia ta đã nhường cho con đó, và cả giang sơn này rồi cũng sẽ thuộc về con. Phụ vương, phụ vương, thuyền đã xa rồi khuất dạng trùng dương, còn ta ở lại với nỗi buồn rười rượi. Đêm vẫn chưa tàn, đêm còn u tối giam hãm cuộc đời trên hải đảo quan. Ta đã làm gì cho phụ vương ta? Nợ con máu còn dai lại mượn thêm duyên nợ. Ôi biết đến bao giờ thân này đền trả ơn nghĩa hai vai thêm nặng gánh thâm tình. Thiếp đang đợi nghe những lời tâm sự đêm đã tàn rồi, hỡi thái tử Triệu Bang. Đêm khuya sao rụng trăng tàn, còn ta với nàng kinh hoàng đảo tình. À, hay cho ngọc nữ dám đánh rơi chén ngọc, làm cho tiệc đang vui bỗng chốc mất vui. Thiền sư đâu, truyền trục xuất khỏi cõi trời,
xuống trung giới làm người với bao cây đắng. Cúi lại Ngọc đây con xin giá từ cung khuyết xuống trần gian cảm an phần lương đài. Rồi biết bao lâu con mới trở lại nơi này, nơi mà hoa không tàn trắng không khuyết, cuộc vui dài tiếp nối đến thiên thu. Bỏ đời tiên con phải xuống làm người vì phán tội vô ý đánh rơi chiếc ngọc. Cõi dương thế đi đọc chất ngất nơi đo đài của những người tiên đã làm phương phượng đế. Ta thiên sứ dân lĩnh thiên đình hoang truyền ngọc nữ lên dân xa trở lại khỏi trần. Thượng đế hầu tâm đã xóa nỗi rồi, ngọc nữ đâu hãy tiếp tuân theo thánh chỉ. Không không, tôi chẳng về đâu, tôi không muốn về đây được làm tiên nơi cõi trời đâu xuất, mà tôi chỉ muốn ở đây để được làm người. Tôi từ chối chuối vui và chọn lựa những chiều soi mặt trên sông, tình yêu chấp cảnh phượng hoàng lên mây. Ngủ đi em hãy yên tâm, nhẹ gót nhung tơ diều hồn theo tiếng ru anh mà đi vào giấc ngủ. Trong vòng tay anh em đừng lo đừng sợ, mặc cho ngoài trời đang tới tả gió mưa. Sao bỗng dưng lệ em nhòa ướt vui, nỗi thảng thốt hải hùng còn hiện rõ giữa cơn mê. Anh muốn theo em vào giấc ngủ để được nhiều giấc đưa đón có nhau ngay cả trong cơn mộng. Nhờ xuống đây mới gặp thân đung hèn nơi trần gian, nhưng đến nơi hoa hồi cầm tấn ông bèn pha sai cá quan theo cùng thiên sứ xuống trần gian. Ngài báo em trở là hai thiên cung lẽ em tuôn rơi vì buồn. Trời chẳng những đã vô tâm mà lại còn ác độc, nhẫn tâm bắt người yêu anh phải về thương giới, bỏ mặt một mình anh lạc lòng bơ vơ ở chốn dương trần. Chim lẻ bạn kêu sương, tiếng kêu sẻ
anh sẽ quán trời trọn kiếp gì, anh có tội tình gì mà trời bắt phải chịu lẻ đôi. Còn em, nếu quả là tiên bị đài nơi trần giới, em đã chọn lựa gì chưa? Sẽ về tiên hay ở lại cùng anh nơi cõi tục sau khi đã được trời kia xa rồi? Em đã nghĩ gì, đã chọn lựa gì, hãy nói đi. Em đã chọn rồi, em đã khóc lóc gian sinh nên lệ em mới nhòa ước vui, mà anh mới ghen hờn đòi theo em vào cả trong giấc mơ. Em từ chối không về giờ, em đã chán làm tiên để được yêu anh, thà em cam tâm nhẫn chịu làm kiếp tội đồ nơi cõi dương trần. Em đã tìm thấy hương vị thơm tho ngọt ngào trong trái cây đau khổ, tuy đắng cay mà nhiều thấm thiết, và em không thể thiếu vắng trong đời thứ mật đắng tình yêu. Chào bà, bà đây có phải là Điền Trung phu nhân? Thưa dân. Tôi xin báo cho bà hay một sự thật, dù sự thật ấy có đau lòng. Hiện nay Điền Trung đã là con rể của Mộc Thuận Sứ Quân, là chồng của tiểu thơ Mộc Kiều. Sao bà nghĩ thế nào? Bà nghĩ thế nào về tên chồng bội bạc ấy hả Điền Trung phu nhân? Nại lương, hình như ngài đã bắt đầu sổ sàng với một người thiếu phụ. Dù chồng tôi có thế nào đi nữa, tôi vẫn kiên tâm sống với con và chờ đợi ngài chàng trở lại. Ngài trở lại? Tội tình chi? Tội tình chi mà nàng phải phí một thời xuân sắc chờ đợi cho đến khi sương thời gian nhuộm bạc mái đầu. Trong lúc người ban ngôi chăng không còn nhớ chi đến thời xưa ước cũ, đời của hắn ta toàn là những ngày xuân huy hoàng sáng láng, nên chẳng nghĩ gì đến lời hẹn một đêm thu. Hãy cầm ngay những lời khiêm nhã, ông không có quyền nói xấu chồng tôi. Ông có ý nghĩ gì mà thốt ra lời lẽ bất nghĩa phi nhân? Dù trăm đắng ngàn cay tôi vẫn trung thành với người bạn vui chăng vậy? Nhưng mà nàng ơi, Điền Trung hiện nay đang sống trong cung vàng trướng ngọc, dưới bóng trăng ngà đã có người cùng uống rượu thưởng qua. Ôi quá khứ đã chìm sâu trong những tiếng đàn ca, thì còn chi đâu mà nàng hoài công năm chờ tháng đời. Trời, trời ơi, Điền Trung có biết cho em đang tàn nát cõi lòng. Đợi ai mùa lá rụng nghe quất gọi hè mà từng giọt châu rơi. Thôi nàng đừng khóc đừng tan, hãy ngăn đi những dòng dữ lệ. Mất Điền Trung rồi thì bên nàng đã có Nại Lương. Thiên Phương, nàng hãy... Nại Lương giao ra! Bọn đàn ông như nhà ngươi chỉ chờ đợi có cơ hội này là để tán tỉnh đàn bà. Dù chồng ta có phụ rải ta, nhưng nhà ngươi vẫn hèn hạ hơn Điền Trung thập bội. Hãy bước ra khỏi nhà này ngay tên đế tiện. Ta đã nhớ lại rồi. Có một ngày nào đó,
ta thề không tuốt kiếm giết đàn bà. Lâu rồi, lâu rồi chân rổ gót giang hồ, đời thâm trầm như một bản trường thơ. Đào dĩ dãn khi tìm thấy những lời nhục mạ, bởi vậy nên lời thề ta xóa bỏ. Hôm nay ta không còn là quân tử trượng phu, mà là một kẻ si mê sắc đẹp. Tên khốn kiếp này lương, đừng hăm dọa kẻ cô đơn. Đây, với một lưỡi gươm ta có thể giữ tròn giác ngọc. Thật kìa, ta có thể cười trên xác chết của nàng không? Đã xa lắm rồi chứ tiếc liệt hiểu tung. Đừng lặp lại nhiều lần ta nghe chỉ bẩn tay. Hậu thế không ai khóc tấm lòng tiếc trinh ngu muội. Điền Trung đã hạ nhục ta thì nàng sẽ khốn khổ vì ta. Thiên Phương, Thiên Phương. Nãi Lương, thằng tiểu nhân, buông ta ra, buông ta ra. Có Điền Trung đây, Nãi Lương đừng vô lễ. Tên khốn kiếp đã bỏ chạy rồi. Thiên Phương, Thiên Phương, nàng hãy tỉnh lại. Điền Trung, Thiên Phương, nàng hãy gượng đứng lên, đứng lên cho cao giỏi giỏi như đỉnh Phu Sĩ Sơn, để anh nhận ra trong gương mặt kiều diễm của nàng tiềm tàng biết bao nghị lực. Chàng ơi, giọt mưa tu còn sụp sùi và mùa đông da riết lại sắp sang, nhưng em vẫn biết rằng đó là vũ trụ đang tai nghiến một mùa xuân. Vì kính yêu chồng, vì trọn đảo Tàu Khang, dẫu tóc bạc em vẫn tin có ngày chàng trở lại. Thiên Phương ơi, nàng là một vị nữ thần cao cả, còn ta là một kiếm sĩ vô tâm. Nàng hãy đứng nghiêm trang để cho Điền Trung này được ăn năn hối hận dưới chân nàng. Để nhớ lại nghe rằng ai là kẻ phụ phàng, ai là người không đủ nghị lực giữ vẹn lời thề ghi trong cánh quạt năm xưa. Thiên Phương, anh hay nàng? Phải rồi, Điền Trung là kẻ phụ rãi, vợ hiền cười vui duyên mới. Suốt đêm lụng canh tàn, trong khi đôi mắt nàng vẫn long lanh lời ước cũ thề xưa. Bạo lực của sứ quân nhắm mắt xuôi tay, mặc cho đời trôi theo dòng kèn tiếng quyền. Còn vợ anh, người đàn bà dưới tay chồng say khiến, từng khóc vì bản tánh nhu nhược yếu hèn, ngày nay lại nghĩ trơ trơ thước gươm bén cường mà giữ vẹn lời nguyện. Điền Trung, trong những ngày đông lũ chim hồng trốn lạnh vô cánh xuống phương nam, đàn chim kia mới biết quý trọng mùa xuân nắng ấm. Em không tin
rằng chàng có thể quên nhau khi hương lửa vẫn còn nồng đậm, và em vẫn giữ tròn bổn phận đối với người chồng duy nhất của em. Làm sao có thể quên khi mà giữa chúng ta vẫn còn một kẻ sơ sinh cần huấn câu phụ tử thầm tình. Đây là con của anh, đây là con của chúng mình. Em tin tưởng đến lúc trưởng thành nó sẽ là một trang sĩ khôi ngô. Thôi em đem con vào trong, ở ngoài này sợ gió. Điềm Trung kìa, Mộc Kiều, Mộc Kiều ơi, em hãy về đi. Hết rồi, hết rồi. Phải, em hãy về và xem những ngày qua như giấc mộng. Xin ông cảm phiền ngồi chờ cho con gái tôi nó qua hàng xóm nấu nhờ ấm nước. Dạ dạ, chị cứ tự nhiên cho. Dạ. Chẳng hay gái tôi nó đi Nha Trang với bà chủ hay với ông vậy? Dạ đi với chị tôi. Dạ. Chắc ông cũng có chân ở trong hãng ha. Dạ. Chị Lan. Ủa, sao ông lại biết tên tôi? Bộ chị quên tôi rồi sao chị Lan? Nhưng mà ông biết tôi ở đâu? Thì ở tại Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long đó mà. À, vậy ông đây là... Dạ tôi là Ký Thu. Hả? Lúc trước tôi có làm việc tại tòa bố tỉnh Vĩnh Long đó. À, thầy Ký Thu. Dạ. Bạn chí thân của ba sắp nhỏ tôi đây mà. Dạ. Vậy mà tôi quên mất. Lâu quá rồi, có tới 20 năm trời rồi còn gì nữa. Tôi mỗi ngày mỗi già, tôi lại thêm bệnh hoạn cho nên trí nhớ không còn nhớ gì nữa hết. Hồi đó in hình như là thầy đổi về Mỹ Tho mà. Dạ, dạ phải. Tôi xin đổi về Mỹ Tho để cho gần gũi với gia đình. Hồi đó tôi có đến từ giả chị với anh giáo Hương đó mà. Gặp lại thầy đây, nhắc tới ba sắp nhỏ tôi, tôi càng thêm đau khổ. Anh đi về với vợ lớn, anh ở Mỹ Tho từ hồi đó lẫn thầy Ký à. Dạ, tôi có gặp ảnh. Anh nói chính chị biểu ảnh về Mỹ Tho mà. Hồi đó mới lộn xộn, nghe tin thằng Hiếu, đứa con trai nhỏ của vợ lớn ảnh chết, ảnh buồn. Tôi mới khuyên ảnh về thăm vợ lớn. Rồi ảnh nghe lời tôi mà sửa soạn đi.
anh còn chạy ra chợ mua hàng lụa cho vợ lớn và con của anh nữa. Lúc đó tự nhiên tim của tôi nó đau nhói. Ba sóc nhỏ của tôi là đàn ông, có hai vợ rồi mà không để ý gì tới cái ghen của đàn bà là gì hết. Bữa cơm cuối cùng tôi tiễn ảnh đi về Mỹ Tho, như vợ bá ly hề tiễn chồng đi lập nghiệp. Bơi xuồng đưa ảnh qua sông lên bên Mỹ Thuận. Tôi thấy buồn và về nhà tôi khóc suốt luôn ngày hôm đó đó thầy Ký à. Hồi đó tôi thường gặp anh Giao Hương, anh có nói với tôi nhiều về chuyện gia đình của chị và anh. Anh nói rằng anh được chị trọn lòng yêu thương, sống với nhau 6-7 năm trường, góp vào đời hai đứa con. Trai Long Hồ, gái là Trường An. Chị rất đảm đang, đáng mặt là một người vợ hiền, đã kiến tạo cho chồng hạnh phúc và niềm tin. Anh Hương anh có nói với tôi là anh về Mỹ Tho được ít ngày thì binh lửa tràn đầy, xe cộ càng ngày lại càng khó khăn. Từ Mỹ Tho xuống Vĩnh Long không phải vậy đâu chị Lan à. Anh vẫn thương nhớ chị và hai con nhiều lắm. Lúc vừa có lệnh tạm cư, anh thu xếp việc nhà ở Mỹ Tho xong, anh xuống Vĩnh Long bằng xe đạp và ghé chợ Trường An. Nhưng chị đã tạm cư, anh hỏi thăm thì không ai biết được. Chỉ bồng con chạy loạn ở phương nào, và sau đó anh vẫn gắng tìm, mà chỉ thì biết tích biệt tâm. Anh thường nhắc đến chị với hai con, dằn dắt nhớ thương suốt 20 năm dài. Anh ra bờ sông đứng lặng mỗi ngày, nhìn những chiếc xuồng con xuôi ngược mà gửi hồn về tận đâu đâu. Hồi đó tôi trông, tôi đợi ảnh mỏi mòn và thương nhớ ảnh tới ngày nay vẫn còn thương
Hồi đó lại nhà tôi chơi thường, thầy có biết ba sóc nhỏ của tôi thích bận giải gì không? Đi dạy thì ảnh thường bận tít so săn tung, còn ở nhà thì lúc nào cũng bổ bà ba lũa lèo. Đây, bổ bà ba lũa lèo mà chồng tôi đã bận 20 năm về trước. Lượt sau cùng ảnh bận là buổi tối, mà sáng ra ảnh qua Bắc Mỹ Thuận để về tỉnh Mỹ Tho. Hơi hướng của chồng tôi còn giữ đến bây giờ. Cứ mỗi lần trở người vợ
trời cao sao đành. Đài đoá một kiếp hồng nhan. Cho đến cần chuỗi ngày tàn mà cái khổ những kỷ vật này mà chỉ còn giữ cẩn thận cho đến ngày hôm nay. Phải chỉ anh Hương anh còn sống, anh cảm động biết chừng nào. Nhưng thôi, chỉ chung thủy như vậy cũng làm cho anh mát lòng nơi chính suối. Hả? Thầy nói sao? Anh Hương anh chết rồi chị à. Hả? Chồng tôi đã chết. Phải, anh chết rồi. Anh chết ở bến đò Rạch Miễu khi quê hương mịt mờ khói lửa đau binh. Trong xuồng con rời khỏi mái gia đình, hai đứa thường đem chuyện gia đình ra mà tâm sự. Hễ nhắc tới người Vĩnh Long để thương để nhớ, anh ngọt ngào dùng ba tiếng mà con an. Rồi một chiều kia anh dội lánh trần gian, tôi ở cạnh anh cho đến khi anh tàn hơi nhắm mắt. Trước khi chết anh trao cho tôi một kỷ vật để sau này gặp chị lấy đó mà làm tính. Lúc bình yên tôi tìm chị khắp tỉnh Vĩnh Long, nay bất ngờ gặp chị giữa Sài Gòn quá lệ. Đây, kỷ vật của anh đây, chị hãy nhìn cho kỹ. Kìa, chiếc cà rá, bàn tay và mùi thơm da thịt của chồng tôi. Mà con an. Mình còn sống đây sao? Phải, tôi vẫn còn sống đây. Tôi đang đứng trước mặt mình đây. Tôi đứng đây mà tưởng chừng như đứng trên bờ sông Mỹ Thuận. Khi mình quay xuồng tách bến trở lại với hai con, bờ cây xa mờ nhuộm khói hoàng hôn. Con nước lăn lộn bình trôi trời ra, chiều đã xuống mặt trường giang bát ngát, mà bóng người thương cũng lẩn khuất giữa sông đây. Tôi liên tưởng ngày sau mình cùng lăng đăng trên dòng đời. Tôi không bao bọc được cho mẹ con mình suốt 20 năm trường. Tôi rây rứt trong tim, không phải trước mặt mình tôi nói để cho mình thương. Hồi đó tôi tìm mình khắp tỉnh Vĩnh Long,
ôi sông dài có thấy đâu tâm can, mà trời cao cũng dân bạc tinh hồng. Hồi đó chờ đợi mình mỏi mòn không được, tuân lệnh tản cư tôi phải dắt hai con xuân miệt Trà Vinh. Lúc hồi cư tôi có trở về ở lại gian nhà cũ mấy năm, không còn mình tôi buồn tôi khổ. Từ con đường mòn nhỏ đến cầu giang dưới sông, làm cho tôi càng thương càng nhớ hình dáng của mình. Trưa nào ngồi giá áo cho thằng Hồ Công An, tôi cũng nghe văng vẳng tiếng người hàng xóm hát ru con. Âu ơ, gió đưa bụi chuối sau hè, anh mê vợ bé bỏ bè con thơ. Nghe tuổi phận mình mà lệ vì trào tuôn, mang thân làm bé chồng đã bỏ về vợ lớn. Phải sống vất vả nuôi con mà bia đời con nguyện rua. Người ta sao không tha thứ cho một kiếp hồng nhan khổ lụy vì tình. Ba con An còn nhớ khi thấy tôi cực khổ quá, mình thường ví tôi với loài chim dương. Phải rồi, mình chính là con dương nghe ở vùng băng tuyết. Sinh con ra đời lúc trời mới vào đông, chim trống đã cất cánh bay xa vào sương gió mịt mùng. Chim mãi ở vậy nuôi con cho tròn phận mẹ. Mặt đất trải da băng, thức ăn không có, chim mẹ phải mổ thịt mình để nuôi dưỡng các con. Rồi mỏi mòn chết đi vì kiệt sức, trong khi đàn con vẫn tiếp tục sống bằng xương bằng thịt của mẹ hiền. Mùa đông tàn, dương Nga con cũng vừa kịp lớn để nối cánh bay cao. Mình ơi, mình là hình ảnh con dương Nga cao đẹp. Từ nay tôi xin phép để được thay mình mà chăm sóc cho đàn con. Tôi cũng không còn sống bao lâu nữa. Mấy năm nay tôi sợ tôi chết rồi, thằng Hồ với con An không biết cha của nó là ai. Bây giờ mình đã có mặt ở đây, mình hãy để cho con nó được nhìn cha, rồi tôi có chết cũng yên tất dạ. Mình trở nên tuyệt vọng mà ảnh hưởng nhiều đến việc trị bệnh. Tôi sẽ lo cho mình, tôi sẽ lo cho hai con. Mình mà con An, lòng mẹ bao la như biển thẳm.
hà. Trẻ thơ công mẹ sanh con sanh bằng năm biển càng khôn kia không bờ không bến mới sánh được lòng mẹ thương con giống không tận không cùng. Mẹ thương con từ lúc chưa lót lòng, từ lúc mới tượng hình trong đầu tiên. Từ đó những sau mỗi lần con đạp mẹ thêm đau, mẹ mừng thêm chút nữa. Chắc là con trai nên con đạp con chòi lắm, khi mẹ ngủ say rồi mà vẫn phải giật mình tỉnh giấc. Mình đã sợn sơ ra đó, nhưng lại buồn vì khi rời bụng mẹ có nghĩa là ấm lạnh sẽ riêng con. Thương dạng nẻo sông.
lúc còn thơ điệu ru và nhịp giống đã dìu con vào giấc ngủ không ngờ. Cho đến ngày khôn lớn, mẹ đã ru con bằng ánh mắt bông sen. Nếu con có lỗi lầm chăng, mắt kia chỉ dìu hiểu trách phiền. Con đáng thương mắt biểu lộ một niềm vui khôn tả. Ôi mẹ già tôi hà, mãi ru con đến bạc tóc ưu phiền. Con bất hiếu với mẹ rồi, nhưng bông sen vẫn nở cánh hồng phơn phớt, vẫn tỏ một mùi hương rất ngọt như nụ cười của Đức Phật Như Lai. Ngoài biên cương tuyết sương rơi lạnh lùng, đêm ngoài biên trắng gió reo buồn tanh. Ôi giá băng lạnh lẽo vào trong chốn phòng luôn. Đêm nay là nửa bao đêm lạnh lùng. Đêm ngoài biên cương tuyết sương rơi lạnh lùng, anh là danh tướng sắp buông đường gươm. Quân sĩ tan thành mất, còn chi nữa tình duyên. Như bao lời hát reo thêm nụ ta nhờ sư thần về nói lại với nguyên soái Tề Bang, Tố Qua Nương còn tha thiết yêu chồng nên không thể rời đất Triệu. Tướng quân, kìa Tố Qua Nương, sao nàng không nghe lời ta ở trong phòng loan tĩnh dưỡng? Tướng quân ơi, thiếp đã trộm nghe tận tường câu chuyện nên gái má hồng xin được bàn góp chuyện đau binh. Sứ giả, ngài hãy ra ngoài sửa soạn xe lon, chờ ta từ giả phu quân rồi sẽ đưa ta về bên đất nghịch. Tuân lệnh. Tô Qua Nương, nàng vừa nói gì với sư thần? Ta nghe chừng như trời long đất lở. Tô Qua Nương ơi, tình nghĩa vợ chồng ngăn ngủi chỉ bấy nhiêu sao? Tướng quân ơi, yêu tướng quân thiếp vẫn yêu đến mạng kiếp trọn đời. Vậy tại sao nàng lại toan đem nhan sắc kia hiến dâng cho Tề nguyên soái? Vì thiếp nghĩ chuyện nước non mới là trọng đại, thì xa chi một mảnh dung nhan đã tàn úa nhụy hương rồi. Nhìn tướng quân
mà gia thiếp bồi hồi. Sống chết có nhau lúc giàu sanh ra tử, nghĩa vợ tình chồng vẫn chẳng lìa xa. Rồi đến bây giờ phải hát khúc biệt ly, thương quân ơi thiếp còn biết nói năng gì. Trước nỗi lòng kẻ ở người đi, thiếp cúi chân trời chàng nơi gốc biển. Đó mới chỉ là ước muốn của nàng, chứ chưa phải là sự quyết định của Triệu Thanh Thiên. Ta đường đường là một nguyên nhung, không lẽ là hèn hạ đến đổi bán vợ đỡ con cho kẻ nghịch để gian sinh sự sống? Không, không bao giờ, không bao giờ. Tướng quân ơi hãy xót xa cho cảnh lầm than lê thứ, hãy thương ngàn vạn quân binh sắp gục ngã dưới gươm tề. Đừng vì nhan sắc một tô hoa nương đi nghiêng ngửa sơn hà. Nếu chống lại tối hậu thơ, đất này sẽ mất về tay giặc, và vợ này cũng thuộc về nguyên soái Tề Bang. Thà mất một còn hơn để mất hai, hãy chọn lựa khi mất nào không cần thiết. Vậy giữa dung nhan và mệnh nước, thiếp là giọt sương buồn tan biến bởi bình minh. Tô Hoa Nương, tướng quân đừng làm thiếp sợ. Gom tuốt trần rờn rợn những hồn ma. Tướng quân, chàng định làm gì? Tự sát hay là giết thiếp? Ta muộn lưỡi gươm này để hai ta cùng chết. Chỉ lướt nhẹ một đường, không đau đớn lắm đâu. Khoan, khoan, hãy dừng tay lại đã tướng quân. Sao, nàng sợ chết à? Không, nếu được chết cùng một lượt với tướng quân thì còn gì mãn nguyện cho bằng câu đồng quan đồng quách. Nhưng tướng quân ơi, khi chàng và thiếp yên phận rồi, còn ba quân tướng sĩ để lại cho ai? Ai người đều binh khiển tướng, khi giặc tề tàn sang xâm chiếm. Như rắn không đầu nở, lòng nào bỏ họ bơ vơ. Ngàn vạn thay phôi lăn lóc đầu rơi, xương trắng máu hồng, bao hồn quan kêu gào thảm thiết. Thì vợ chồng mình có thác rồi, hồn phách cũng không yên. Tô Hoa Nương ơi, ta đang tự hỏi lòng ta xem nàng có phải là kẻ thật tâm thương nòi thương nước, hay mộng gối chăng nàng còn đang khao khát, mà ta thì thờ ơ lạnh nhạt để nàng trắng canh thấu dò gió cô phòng. Chờ một dịp mai nàng bẻ gãy chữ đồng, làm vợ một đêm bên Tề nguyên soái. Nàng có biết đêm dài vô tận đến đâu không? Ta ở bên này khắc khoải chờ mong, rồi tưởng tượng, trời ơi làm sao mà ta tưởng tượng. Nếu ở bên kia nàng thức trọn đêm trăng, thì ở bên ấy ta cũng thức trăng đêm dài. Tướng quân ơi, tại sao nghi ngờ lòng thiếp? Mấy năm hứa chăng rồi, chưa có lần nào thiếp phạm tội gió trăng. Không, ta không nghi ngờ lòng dạ của Tố Hoa Nương.
mà sự thật nàng đã than thở qua lời ca tiếng hát. Nàng hỏi ta đêm nay nữa là mấy đêm lạnh lùng da bút, đêm nay nữa là mấy đêm tình buồn không ghé bên yêu đương. Ta cũng biết nàng đang đổ thanh xuân làm sao chịu nói phòng không lạnh lùng. Đó chính là lời tất phận than thân, nàng đã mượn lời ca nói lên niềm khát vọng. Nếu trước mặt ta nàng gật đầu thú nhận, ta hứa cho nàng sang phần đất tề bang. Tướng quân đã bằng lòng cho thiếp theo sứ thần ở lại một đêm bên đất nghịch. Một đêm, trời ơi, một đêm thôi cũng đủ chết cả cuộc đời rồi. Được rồi, ta bằng lòng cho nàng ở luôn với tề nguyên soái đó. Có nghĩa là chàng không còn yêu thương thiếp nữa, có nghĩa là không có rượu tao phùng mà chỉ có chén biệt ly. Không có rượu tao phùng, cũng không có lời từ biệt, mà ngay cả giờ phút nàng bước chân đi cũng chẳng có câu tiễn cầu đưa, chẳng dặn dò bởi hết tình phụ thề, còn lưu luyến nữa mà chi để cho lệ sầu quen mi. Nếu ra đi là chết vợ linh hồn, là hết nghĩa vợ tình chồng, là mang tiếng thiếp phụ chàng, thì đâu còn nghĩa hy sinh. Nếu ra đi là mang niềm vĩnh biệt, thì thiếp ở lại nơi này cùng chết với tướng quân. Nhưng tình nghĩa đã không còn, mình nên vĩnh biệt là hơn. Cận tướng, yeah. Mời sứ thần trở lại dinh trung, đoàn Tô Quan Hương lên xe loan đưa về dựng cho tề nguyên soái. Không, tiếp không đi, tiếp không bằng lòng đi nữa. Con chim sắt đã lao mình trong khói trắng, bỏ lại nơi này tâm sự kẻ ly. Tôi đứng đây để mà nhớ mà thương, mà chờ đợi ngày về trong mộng tường. Không tiện đưa ai bởi không có ai để mình đưa tiền. Thế sau những buổi chiều mưa lạnh, tôi vẫn đến đây để nhìn phi cơ cất cánh rồi khuất dần trong khói trắng sương mờ. Phải chăng nhớ quê hương và trong đợi ngày về, kẻ vẫy khăn tay chào nhau câu thượng lộ bình an. Tôi nghe lệ rưng rưng từng giọt chảy trong hồn, vội gục đầu cúi mặt quay lưng để cố ngăn đôi dòng
phải chăng đất Việt trời Âu có cách ngăn một bờ dịch thủy nên một lần đi là có thể quay về. Một kẻ ly hương với tháng đợi năm giờ khói phi cơ đã tan dần trong mây trắng sao tôi vẫn còn đứng lặng để nhìn theo một đàn chim vỗ cánh bay mau trời ủ dột như nỗi sầu lớn tôi muốn mượn cánh chim gửi về đất mẹ những tâm sự buồn của một ngắm tráng sĩ hề nên lòng cứ mãi nhớ thương quê. Mùa xuân về nữa, xuân về nữa, tuyết trắng rơi mỗi bận xuân sang tôi thấy lòng xe lại nhớ làm sao hương vị của quê nhà. Vừa hấu miền đồng với bưởi một biên hoàng rượu bà đêm nem chua phủ đất cam lắm thành măng sầu riêng ngon ngọt biết bao nhiêu cồn nấu gạo nanh cồn cơm bát ngát mùi hương khói lần trong tiên pháo mấy cành mai nở rộ đón nhau trời ba lê lạnh lùng mưa tuyết đổ xuân đã về sau cây cỏ sơ rơ ôi biết bao giờ được trông thấy cảnh xuân xưa ngày về quê cũ vẫn ngay lần mai lửa mùa xuân trước hẹn mùa xuân tới mùa xuân này lại hẹn đến xuân sau âm thầm năm tháng qua mau xuân này đến nữa là bao xuân rồi nông giao đường lạnh lẽo đứng chờ giờ dài chiếc lá dần dần giờ bay gió tuyết rơi trăng xóa chân cầu mùa xuân đất khách ai sầu. Dì Tư à, cả năm nay tôi bệnh, ở trong nhà của dì tôi không trả được cho dì đồng nào, mà dì còn phải buôn bán tảo tần kiếm lời từng đồng bạc về nuôi mẹ con tôi cho qua ngày đoạn tháng. Ơn này biết chừng nào tôi mới trả được cho dì Tư. Cô đừng nói vậy chứ. Tôi nhớ cái hồi tôi thân sơ thất sở chạy loạn ở Sài Gòn cũng nhờ cô giúp đỡ. Cô đã thương tôi với cõi lòng rộng mở. Dù tôi chỉ là người giúp việc đem mồ hôi thách đố với cơn nắng lửa mưa dầu. Cô không đem quyền gia
chỗ mà đối xử với một con hầu. Bao nhiêu đó cũng đủ làm tôi vui sướng, huống hồ gì cô còn trọng tôi như người mẹ sinh. Bây giờ cô rối lắm cảnh khốn cùng, bổn phận tôi là phải đền ơn đáp nghĩa. Tôi đã nguyện xem cô như con như cháu, để cùng nhau sang xét chuyện thương buồn. Bệnh của tôi càng ngày càng nặng, tôi không biết cuộc đời của cô gái tôi rồi sẽ ra sao. Nếu một mai nữa, sao cứ tối trăng hoài vậy? Xin lỗi, có phải nhà của má bé Thu đi không ạ? Kìa, cô Nhung, cậu Điệp nữa. Trời đất ơi, hồi sáng tôi có tới tiệm mai mà không gặp hai vợ chồng ở nhà. Dạ, tụi này về được thơ là đi liền đó dì Tư. Còn Liễu và bé Thu đâu hả dì? Dạ, bé Thu chạy chơi hàng xóm á. Còn cô Liễu thì bố cô nhìn không ra hả? Nhìn ai? Đây nè, Nhung. Hả? Mày đâu phải không Liễu? Trời ơi, chị Liễu đó sao? Trời ơi, Liễu đó sao? Liễu, tao không ngờ mày ra đến nỗi này. Mới có một năm mà mày tàn táo quá vậy Liễu. Tại vì tôi được sinh ra đời bởi ảnh hưởng của một vì sao xấu, cho nên đành phải gánh chịu gian truân. Từ ấu thơ cho tới lúc trưởng thành, đã đem mình hưởng ngang đi vùi dập xuống vũng bùn. Vậy mà còn còn chung thủy với yêu đương, nên mới tuyệt vọng vì tình, rồi mới tàn tạ dung nhan. Ôi dung nhan thiên kiều ba mỹ à, mà thở à, tạo lại bất công. Hết đài đoá tâm hồn, còn đài đoá xác thân. Sức cùng lực kiệt, chắc tôi sẽ vĩnh biệt cõi trần, nhờ đem con thu về Sài Gòn mà giao lại giùm cho anh Tâm. Không, Liễu muốn sống nuôi con thì phải gạt bỏ cái tên Trịnh Hoàng Tâm ra ngoài trí não, chứ lưu luyến làm chi một con người phản bội, ném tình chung theo ngọn gió bụi đông tàn. Giá lành riêng ai, mặc ai cam chịu phú phàm. Còn người ta vẫn ngẩn ngơ vui dậy duyên mới, và cười đùa trên bã cuối vàng khô. Chưa chắc gì người ta chịu nhận con của mày, mà mày ước khi mày mơ giả chăm. Họ nuôi dưỡng bởi nể gì, thì bé cô làm sao tránh được cảnh con chồng mẹ ghen. Nhung đã có ấn tượng xấu, thành ghét cay ghét đắng anh Tâm. Chính tôi cũng vậy. Sau ngày đó tôi cắt đứt liên lạc với ảnh. Nhưng tháng trước đây tôi gặp ảnh đi công tác xã hội ở ngoài An Khê. Ảnh mừng quá, ảnh ôm tôi và nói chuyện rất nhiều. Nghĩ ra thì cũng tội nghiệp cho ảnh. Anh trách tôi là bạn thân mà không chịu hiểu bản mình. Sau ngày gặp
gỡ anh đã cố công lặn lội đi tìm, nhưng chỉ chú bé Thu vẫn biết mù tâm ca, để lại cho anh tâm những dằn vặt nhớ thương. Còn gia đình thì vợ của anh lúc ghen tương, về đến nhà hiểu chuyện ra mới đem lòng hối hận, nên đã để cho anh xả thân đem nghề nghiệp ra giúp đời, qua hình bóng của người thương đã biên biệt cả trời xa. Trước khi xuống đây, tôi có biên mấy chữ cho người đem lại nhà anh Tâm, cho anh biết địa chỉ này. Rồi giờ anh biết được rồi làm sao? Giả lại tôi như vậy, trời ơi, tại sao anh lại muốn cho chồng tôi phải đau khổ chứ? Đàn ông mà khi lương tâm cắn rứt sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc và sẽ đau khổ nhiều hơn, chị Liễu à. Đừng ngại ngùng gì cả, tối nay tụi tao ở lại tâm tình với mày. Bây giờ tụi tao ra tỉnh điện thoại về nhà đã, giỏi đi chợ đi phải không mày? Thôi mày ơi, đừng có mua gì nhiều hao tốn lắm mà nghe. Đó là phần của tụi này mà, tụi này sẽ làm tiệc cưới trở lại cho mày chứng kiến nha. Chứng kiến gì nữa, vợ chồng sắp có con bắt tôi ăn đám cưới thì xui thế mồ. Ủa, hai ông bà tính đi đâu đó? Tụi nó tính cho mình ăn đám cưới ra dì Tư. Vậy à? Dạ xin lỗi, ông tìm ai à? Dạ, tôi là bác sĩ trong đoàn y tế công tác Hương Thôn, đến thăm đồng bào để khám bệnh và phát thuốc. Vậy à, may quá, ở nhà có người bệnh đây nhờ bác sĩ coi dùm. Cô ơi, cô ra cho bác sĩ ông thăm bệnh dùm đi cô. Kìa, bác sĩ. Cô biết cô bệnh gì không? Ừ? Dạ biết. À, cô biết mình bị bệnh truyền nhiễm mà vẫn để cho trẻ con và người già yếu chung trả cho mình à? Tôi ra lệnh các anh, phải cô lập bà già và đứa trẻ này với người bệnh. Mau đi. Con, má cô. Đem bà già và đứa bé này đi ra ngoài, giữ luôn ngoài đó. Vì buồn, vì tuyệt vọng nên tinh thần suy di, bệnh tật đã hoành hành. À, thôi, cô để cho cháu nó xa cô một thời gian nhé. Tôi hy vọng giúp được cho cô trong việc trị tâm bệnh lẫn bạo bệnh. Con đi với mấy thầy đi con. À, cô ngồi xuống đi. Cô cho tôi xem mạch. Căn bệnh của cô bộc phát bao lâu rồi? Dạ, đã 1 năm rồi ông à. Nghĩa là từ khi chồng cô phụ bạc cô mà có người đàn bà khác. Nhưng không phải chồng tôi phụ bạc tôi, chàng cưới vợ gì tưởng tôi đã chết. Hả? Cô sao cô lại khóc? Cô tên gì? Liễu Hoài Tâm. Cô cô cho tôi biết, trước khi ngoại bệnh cô làm nghề gì? Làm đi. Hả? Còn chồng của cô có phải là một sinh viên từng xuất dương du học? Có phải tên là Trịnh Hoàng Tâm? Không, ông không phải là chồng tôi. Liễu Mình. Trời ơi, vợ của tôi đây mà. Vợ của tôi đã vì tôi mà hy sinh cả một thời xuân sắc, đã vì tôi mà héo gầy tàn tạ với chứng bệnh nan y. Còn tôi là một thằng chồng phụ bạc nghĩa phu thế. Không phải anh phụ bạc mà tại em. Tại vì em muốn cho anh được hoàn toàn hạnh phúc, nên đành ôm gối thủy ở chung. Mà
phải nhà tờ. Nên khối tình thơ băng sơn đã suy em thành kiếp qua tàn. Ôi thở trời sao nở bài tám canh, cho hồn tôi thêm rối loạn. Giữa mênh mông của bổn phận kẻ làm chồng, lỡ làng kim trai xin thuyền cứ neo thuyền, mặc cho đêm tái ngộ ngỡ ngàng. Anh đã tìm em khắp nẻo Sài Gòn, từ đường phố thanh thang đến tận cùng hẻm tối. Dấu chân của anh đã dẫm nát vùng bàn cờ, chờ đuổi réo gọi tên em mà nước mắt mãi tuôn trào. Sài Gòn vẫn quá đèn rực rỡ, mà anh tưởng chừng như cổ mộ đã vùi dập xác thân em. Anh mới đem chí nguyện phụng sự cho đời, thay thế lòng hối hận lẫn nỗi nhớ nhung. Cứ mỗi lần gần gũi với một bệnh nhân, anh thấy như xoa dịu được cho em một vết thương lòng. Làm chuyện bao đồng như vậy rồi dở anh, chị Lễ Hằng có phiền trách gì anh không? Lễ Hằng rất vui lòng để cho anh hành động. Bao nhiêu đó cũng đủ làm cho em sung sướng, cũng đủ cho em tự hào rằng em đã chọn lựa không sai. Nhưng anh Tâm mà, anh có biết tại vì sao mà em chạy trốn anh không? Anh biết, biết nhiều lắm. Vậy thì anh đừng làm cho em thất vọng, đừng bao giờ biến sự hy sinh của em trở thành làng mây mỏng cuối trời xa. Anh đã có vợ đẹp, học thức lẫn giàu sang, thì anh phải cố giữ lấy nàng mà đắp xây hạnh phúc. Chớ đừng nên dài dốt mà đi đổi bên sang đò. Anh thì kể như là em đã chết rồi, chỉ còn con của chúng ta nếu không có điều gì cản trở. Xin anh hãy đem nó về dạy dỗ cho nó thành người